Dạ thưa sư, con có nghe thông tin về khóa thiền sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 này, con rất muốn tham gia nhưng trong tâm lại sinh ra lo lắng bị cản trở không đi được, xin sư có lời khuyên để tâm vững tâm để quyết đi khóa thiền này. Thứ nhất là sư cũng thông báo với quý vị là cuối tháng 11 thì sư tổ chức khóa thiền. Thông tin là đã được đăng ở trên YouTube, trên TikTok cũng như trên Facebook. Quý vị có thể, quý vị quan tâm khóa thiền 7 ngày do sư tổ chức, quý vị có thể vào để đăng ký tham gia. Còn để không bị cản trở là do quyết định của mình thôi. Mình quyết định nè. Thí dụ như bây giờ cái sư nói nha, nói nó hơi kỳ. Bây giờ mình nhớ người yêu quá, bây giờ làm sao giờ? Tại vì hồi xưa, giờ sư nói đi. Hồi xưa cái thời mà còn thanh niên thì cũng từng là có người yêu vậy. Mà bây giờ mình nhớ người yêu quá, giờ người yêu ở tận ở ngoài Vũng Tàu á, ở xa Sài Gòn chạy ngoài 100 mấy chục cây số rồi chạy qua để rồi đi về đó. Giờ làm sao giờ? Thì thu xếp công chuyện thôi, chứ không còn cách nào hết trơn. Nhớ quá thì do cái ái nó thôi thúc, thì tự nhiên mình bỏ hết công chuyện của mình để mình đi mình gặp người yêu. Chuyện nó bình thường. Và sư biết có những người nhớ quá là thậm chí là Nam Bắc, ông sếp của sư, ông nhớ người yêu, ông ở Sài Gòn, ông nhớ người yêu, ông ở ngoài Hà Nội, ông cũng phải đặt máy bay, ông bay qua bển để gặp người yêu cho bằng được. Tức là khi mà mình có cái lưu tâm, có cái sự quan tâm một vấn đề gì bất thiện mà họ còn bỏ hết để mà đi, thì cái chuyện thiện thì mình cũng có thể làm được vậy. Cho nên á, cái vấn đề là mình có thực sự mình yêu mến cái việc đó hay không, mình có thực sự mình quan tâm việc đó hay không, mình có thực sự mình đặt nó là một vấn đề quan trọng đối với cuộc đời mình hay không. Thì khi mình thấy nó đủ quan trọng, tự nhiên nó sẽ thôi thúc mình để mà mình thu xếp công chuyện. Khi thấy nó quan trọng thì tự nhiên những thứ khác nó không còn quan trọng như mình tưởng nữa. Rồi còn một cái chuyện nữa đó là bây giờ nên đi làm phước đi ha. Làm phước rồi đi tới chùa làm phước, đặc biệt là bây giờ trong mùa lễ dân y làm phước, rồi hồi hướng phước chư thiên á, rồi cũng do niềm tin á, thì mình cũng mong là xin chư thiên là bây giờ tôi muốn đi tu thiền đó, thì nếu mà có cái cản trở gì thì mong chư thiên cũng giúp đỡ. Rất nhiều người thực hành và làm theo cái chuyện đó, tức là hồi hướng phước chư thiên và mong chư thiên cũng hỗ trợ, và họ cũng có thể khắc phục được những khó khăn để mà họ tham gia khóa tu.